Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến hồi kết của Luyện Linh Hồn do tác giả Tống Ngọc viết. Chúng ta đã đi qua những ngày đầu khi Tử Phàm là chủ một tiệm xem tướng nhỏ, rồi gặp Đỉnh Thiên Công Tử cùng Quốc Chí và Bá Dũng hộ vệ tướng. Trải qua rất nhiều kinh qua biến cố và biến chuyển của Càn Khôn Vận Vũ, thì nơi cuối cùng cần phải đến đó chính là Bạch Mộc Lương Tử Sơn, vùng núi ẩn cư của các vị cao nhân đắc đạo. Nơi đây kẻ nào mang tà tâm thì không bao giờ có thể đến, mà về cũng chẳng xong, chỉ có duy nhất một cửa, đó chính là cửa tử mà thôi. Vậy liệu cả bốn người Tử Phàm có nhất quán về mặt tham, sân, si được hay không? Liệu Hoàng tử Nghị Vương đời thứ 16 có đạt được cái tâm nguyện của mình? Hãy cùng chứng kiến hồi kết này để biết sự bi tráng của những vị anh hùng khi chết đi vẫn còn rất hùng anh. Hẻm Chuyện Ma hân hạnh giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Bờ bên kia là tiên cảnh, người trần không thể mang theo tham sân si mà tới đó được. Hồ Bạch Tâm tồn tại như giao lộ giữa hai thế giới, nó giúp cho bất cứ ai đi qua được thoát tục. Cảm giác chân thật nhất khi linh hồn của mình được thanh lọc chính là có thể nhìn thấu được suy nghĩ của bản thân. Đây cũng là cốt lõi để giải trừ mọi tai kiếp trong cuộc đời. Có thể thấu triệt được chân tâm sẽ biết nguyên nhân của những thống khổ và hạnh phúc từ đâu mà ra. Phía trước có cái gì đang trôi tới kìa. Giữa lúc miên man suy nghĩ, bỗng Đỉnh Thiên nghe thấy có tiếng ai nói. Công tử nhìn qua, Quốc Chí chỉ tay về phía trước. Trong tầm sương mờ có cái gì lừ lừ xuất hiện. Vài người nheo mắt nhìn, rất nhanh liền thấy là một mảng bè đang trôi ngược lại phía bọn họ. Còn cách chừng 3 trượng, họ mới nhìn được mui bè dập dềnh trên mặt nước. Bè nổi nhưng không có ai ở bên trên. Bá Dũng và Quốc Chí giữ nguyên tốc độ đẩy sào, trước mắt chưa cần manh động, đợi bè kia tới gần xem là chuyện gì rồi sẽ tìm hướng để mà giải quyết. Vị công tử kia, ta thấy ngươi là kẻ vương giả, lại rất biết lễ nghi phép tắc, muốn thử ngươi một chút. Không ngờ ngươi động tới việc là chỉ biết dùng tiền, coi thường nhân nghĩa, khinh rẻ Phật môn. Khảo Uy đại sư bây giờ mới từ tốn nói. Lão hòa thượng khẽ động cười một cái, thân hình lập tức dựng thẳng, giống như có sợi dây buộc vào người của lão, kéo lão đứng dậy ngay. Đình Thiên cùng hai hộ vệ đang lúc thong thả liền bị hành động của Khảo Uy đại sư làm cho bất ngờ. Bọn họ vừa buông xào khỏi tay liền thấy lão vung Hắc Long đại đao xuống, cái gì cũng không kịp làm. Giữa lòng hồ tĩnh mịch bỗng vang lên một thanh âm sao động. Rất nhanh xung quanh liền khôi phục yên lặng. Đỉnh Thiên chân chân nhìn người đứng trước mặt mình. Một bên bả vai đã bị xé trúng, máu nhỏ thành giọt từ bàn tay xuống bè. Quốc Chí chắn ngay giữa Khả Uy đại sư và Đỉnh Thiên. Nhát dao vừa rồi hắn lãnh trọn. Tay của hắn vừa nắm được đả cầu bồng thì mắt đã thấy đao áp sát đến đầu của công tử. Bất chấp nguy hiểm mà hắn xông tới. Khả Uy đại sư nghiêm mặt nhìn Quốc Chí, tay cầm đao liền thu về. Vừa rồi lão không dùng tới sức, chỉ mới cắt một đường lên vai của hắn. Bằng không, giờ tay của hắn đã bên mất, bên còn. Quốc Chí nhìn Khả Uy đại sư, biểu cảm không chút đau đớn, tới cau mày cũng chưa cần dùng đến. Hắn biết sức của mình không cự lại được lão hòa thượng kia, nhưng không thể thế mà phải tỏ ra sợ hãi. Đáp lại ánh mắt sắc như nước của Quốc Chí, Khả Uy đại sư lãnh đạm lau lưỡi dao dính một đường máu đỏ chói. Mọi người nín thở
quan sát nhất cử nhất động của lão. Không ai lên tiếng, Quốc Chí và Bá Dũng đều bỏ thế phòng ngự, hai tay buông thõng bất động. Ta sẽ không đoạt mạng ngươi. Ngươi tới được đây là ý của ông trời đã định sẵn. Vì ngươi mua chuộc lòng người bằng cái tiền tài, ta muốn xem chân tâm của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền. Khảo Y đại sư cầm ngang thanh đao, bất ngờ bật lùi về phía sau, chớp mắt đã nhẹ nhàng đáp xuống bè bên kia. Tới một chút xương cũng không làm kinh động. Mấy người lập tức nhìn theo, lòng thầm kinh ngạc. Thân thủ cùng bộ pháp của đại sư biến hóa khôn lường. Ở một nơi chật hẹp như thế này, lão muốn xuống tay thì dễ như bỡn. Lão không động thủ hẳn là còn có nguyên nhân, có âm mưu được đặt ở bên kia chăng? Nghĩ tới đây, mấy người liền thấy Khả Uy đại sư rút trong tay áo ra bọc tiền vàng. Chính là thứ mà đêm hôm trước Đỉnh Thiên đưa cho lão. Bất ngờ lão tung bọc tiền lên cao, tay cầm đao phạt ngang một đường. Vàng trong bọc bỗng văng ra tứ phía, rơi tanh tách xuống mặt hồ. Khả Uy đại sư chống đao xuống bè, mặt nước lăn tăn gợn sóng, lão cất giọng nói như không. Kẻ nào trong lòng vướng bận chuyện nhân gian, một bước cũng không thể tới được tiên cảnh. Số vàng này ta gửi lại lòng hồ, đợi vớt xác người. Lời còn chưa dứt, bè đã từ từ khuất sau sương mù. Thân ảnh Khả Uy đại sư sừng sững như tượng đá, một chút liền hòa tan vào không khí. Lão hòa thượng cứ như vậy rồi biến mất dần dần trong sương. Dù Bá Dũng và Quốc Chí có chống xảo đuổi theo cũng vô ích. Họ xuyên qua hết tầng sương này tới tầng sương khác, chỉ thấy độc một mảnh hồ trơ trọi. Lát sau bốn người mất phương hướng, chính thức lạc giữa lòng hồ Bạch Tâm. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, tứ phía tịnh không một tiếng động, giống như đi trong cõi hư vô, chẳng biết đâu là bến, đâu là bờ. Đang phân vân tự hỏi, bỗng có người lên tiếng, giọng cấp bách. Nguy rồi, dưới hồ có thủy quái. Bá Dũng vừa rồi chống xảo xuống nước, mắt của hắn đang dọi soi dưới lòng hồ. Hắn giật mình thấy từ khi nào nước trong hồ đã đen kịt, không chỉ đen mà còn loang thoáng, như có thứ gì đang bơi thân qua xảo. Ngay lúc đó Quốc Chí cũng đã nhìn thấy thứ màu đen kịt kia dường như đang tụ dưới đáy bè, lao xao như đàn cá đớp mồi, khiến cho mặt nước mấp mô, sóng tràn lên cả thành bè. Không phải loài cá, nó to lớn như thân người vậy, có đuôi dài như là đuôi cá. Quốc Chí nhìn kìa. Bá Dũng đột nhiên chọc xào xuống nước, nhưng không sao chạm tới được cái gì cả. Tất cả chỉ là bóng mờ dày đặc, nửa giống người, nửa giống cá, chúng không có thực thể. Đây là cái gì vậy? Quốc Chí nhìn ghé vào mặt nước, nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới. Màu nước đen như vậy là do thứ thủy quái kia xuất hiện dày đặc mà thành. Chúng đan vào nhau tạo lên một mớ lùng bùng trong nước. Bóng đen phiêu động qua thân bè rồi lẩn xuống đáy hồ. Rất khó để có thể nhìn được hình dạng thật của chúng là thứ gì. Nơi Quốc Chí nhìn tới không ngừng biến động. Bóng của hắn phản chiếu xuống mặt hồ vỡ ra thành rất nhiều mảnh nhỏ. Ban đầu hắn không thể để ý, chỉ chăm chú nhìn thứ đang chuyển động phía bên dưới. Sao động phía bên dưới cũng dần dần lắng dần. Ánh phản chiếu của hắn tụ lại, dưới nước Quốc Chí thấy mặt của mình hiện rõ ra sắc nét, giống như là hắn đang soi lên một tấm gương đồng vậy. Từ khuôn mặt phản chiếu dưới nước, đột nhiên có thứ gì đó chồm lên, mặt hồ như bị chọc thủng, nước trút xuống ào ào. Quốc Chí suýt chút nữa thì bị thứ đó vồ trúng. Hắn kịp thời bật người ra phía đằng sau, trợn mắt chừng chừng để xem kia là cái thứ gì. Bên cạnh lại nghe ào một tiếng nữa. Bá Dũng cũng không giống như hắn, bị thứ nước dưới bức lui. Kỳ quái là cả hai cùng không có ý định rút vũ khí. Trong lòng lột bộp, thứ trước mặt họ thực ra lại rất xinh đẹp. Đó là hai nữ nhân nửa người nửa cá. Phần đuôi giấu trong nước, thân trên để trần, làn da trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc dài thả xuống dưới mặt hồ. Khuôn mặt của các nàng thanh tú, đường nét thoát tục, hình dung không giống như những nữ nhân ở trần gian. Thân thể các nàng gần như là trong suốt, tưởng không có cách nào chạm tới được. Với tay liền xuyên qua như không khí, gọi các nàng là thủy quái thì quả thực là xúc phạm. Nhất thời ai cũng biết nhìn ngây người ra.
nhu nhược. Quốc Chí nghe như có ai nói trong đầu của mình, giọng điệu ma mị, lúc gần, lúc xa, vang vọng không dứt. Hắn hoảng hốt cho tay lên bịt tai lại, không thể để cho âm thanh kia tiếp tục lọt vào trí óc. Nhưng giống như là tiếng nói ấy phát ra từ thâm tâm của hắn, không có cách nào tránh né được. Giọng nói cứ thế lớn dần, len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể của hắn, khiến cho lý trí mỗi lúc một suy sụp. Nhuệ khí của Quốc Chí lúc đó liền bay biến hết. Cuối cùng, hắn cũng buông xuôi, mặc cho thanh âm gào thét trong đầu. Vẻ mặt của hắn lúc trước liền thay đổi, không còn nét rắn giỏi của một hộ vệ tướng. Quốc Chí quay ra nhìn Đỉnh Thiên, ánh mắt hỗn loạn, hắn thoảng thốt nói: "Công tử, xin công tử đừng đi tiếp, phía trước không có đường ra, chúng ta mau quay trở về thôi." Nhu nhược, lại là giọng nói đó. Quốc Chí như bị thôi thúc, hắn lập tức khuỵu gối dưới chân của Đỉnh Thiên, bất lực mà nói: "Xin công tử mau trở về, thuộc hạ dù chết cũng không thể để công tử đi tiếp được." Đỉnh Thiên cũng nhìn thấy hai người từ dưới nước đang ngoi lên kia, còn chưa phân biệt được địch ta thì đã thấy Quốc Chí ôm đầu lăn lộn ở dưới bè. Hắn không ngừng lẩm bẩm một câu, toàn thân co quắp, vô cùng đau đớn. Công tử muốn tới xem hắn có phải là bị thương hay không, nhưng vừa bước tới liền bị nữ nhân lạ mặt kia cản lại. Đỉnh Thiên vô tình nhìn vào mắt của nàng ta, tứ chi lập tức ngưng trệ, giống như bị đóng băng ngay tại chỗ. Ngược lại với Quốc Chí là Bá Dũng, hắn nãy giờ không có vẻ gì là bất thường, chỉ yên lặng đứng như trời trồng ở một bên mạn bè. Dù cho Quốc Chí có va đập thế nào thì hắn cũng không liếc mắt, thần thái lãnh đạm, sương mù che khuất nửa mặt, thoáng nhận ra một nụ cười âm hiểm nhấc lên. Phản đồ! Bá Dũng thực ra cũng nghe thấy giọng nói ma quái đó, nhưng hắn không vì thế mà nao núng, thậm chí còn tỏ ra đắc chí khi giọng nói đó thúc giục hắn. Thâm tâm hắn không hỗn độn như Quốc Chí, vốn dĩ từ đầu của hắn đã có ý định đó, như bấy lâu nay vẫn phải che giấu đi. Hiện tại giọng nói vang lên giống như là dấu hiệu báo cho hắn biết thời điểm thích hợp để ý định đó bộc phát đã đến. Hắn đơn giản là đón nhân nó thay vì chống lại. Nhưng Bá Dũng vẫn đứng im lặng, dường như có một phần nào đó trong mắt của hắn đang bị kìm hãm, là do dự hay là sợ hãi, hắn không phân biệt được. Phản đồ! Chưa đúng lúc, Bá Dũng tự nhủ, hắn siết chặt tay nắm, đem lời nói kia áp chế đi. Quốc Chí cúi đầu dưới chân của Đỉnh Thiên một hồi lâu, công tử bất chấp hắn khẩn thiết thế nào cũng không quay lại. Bè gỗ giống như là hiểu ý của công tử, tiếp tục trôi đi vào sâu trong sương mù. Ngươi là ai? Bỗng phía bên liền có tiếng người nói, giọng êm như ru. Đỉnh Thiên vội quay lại, thấy một nữ nhân từ dưới nước đang ngoi lên trên mặt nước hỏi Tử Phạm. Trước đó công tử đã quên mất Tử Phạm, vì từ lúc xuống bè hắn hoàn toàn bất động. Bây giờ nhìn lại thì hắn không phải là bất động, hắn giống như người đã hóa thành con người khác. Mặt của Tử Phạm xa sầm, gần hai bên trán nổi cộm. Hắn quắc mắt nhìn nữ nhân kia, trong mắt đã ánh lên thân quang. Tử Phạm trầm giọng nói: "Thì ra là Tố Tâm tiên tử. Ta nghe nói sương mù do các ngươi tạo ra có thể làm mê muội đầu óc của người khác. Tiếc là nó không có tác dụng với ta." Ngươi không có bóng. Nữ nhân lập tức lùi xa khỏi chỗ Tử Phạm ngồi. Tu ma nhân, ngươi sao có thể tới được nơi này? Tử Phạm không đáp, chỉ thấy xung quanh người của hắn lan tỏa ra, lại có chút xương bị nhuộm đen. Đỉnh Thiên trong lòng chợt động, người này thực chất lại là ai? Đem theo một kẻ nửa người nửa ma như vậy, kết cục của các ngươi sẽ rất thê thảm, chính hắn sẽ hại chết các ngươi. Tu ma nhân vốn không thể đặt chân xuống hồ này, chân khí của ngươi sẽ bị rút cạn. Thân thể như vậy mà dám tới đây là chính các ngươi tự tìm đường chết, đúng là kẻ ngu ngốc. Nữ nhân vặn vẹo cơ thể, mặt ra vẻ khinh miệt, vừa nói dứt lời thì liền quẫy đạp, lặn xuống dưới mặt hồ nước. Thanh âm văng vẳng lặp đi lặp lại từ khắp phía,
Đỉnh Thiên không hiểu kẻ nửa người nửa ma mà nàng ta nói đến đây là có ý gì. Nhưng công tử bỗng trở nên cảnh giác với Tử Phạm, nhìn hắn như sắp thành quỷ đến nơi. Khí đen đã sớm nhuộm kín cả một vùng. Hắn liếc ánh mắt hằn học đáp trả công tử: "Mau ngồi xuống đi, đừng để bóng ma của công tử in xuống dòng sông. Bọn Tố Tâm tiên tử bắt được thì nguy khốn." Xin được có lời giải thích thế này: Tố Tâm tiên tử là một dạng thú thành tinh, trước đây là cá rồng, chuyên sống gần đỉnh núi, hấp thụ linh khí của đất trời ngàn năm mà được hộ kiếp thành tiên tử mang hình thái nửa người nửa thú. Thực chất đây cũng không khác loài quỷ là bao, chỉ cần người đi trên mặt hồ mà in bóng xuống dưới nước, lập tức sẽ bị chúng thâu tóm tâm tư. Tố Tâm khác với cả quỷ ở chỗ, sau khi người đó bị nhìn thấu, chúng sẽ khơi gợi phần bản chất sâu kín nhất của người ấy để nó bộc lộ ra bên ngoài. Tố Tâm tiên tử làm như vậy vì muốn ngăn không cho người ngoài mang tâm địa bất chính tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn để mà hòng làm loạn. Một khi bản chất ngủ vùi trong mỗi người bị phát giác, họ sẽ lập tức quên đi mục đích tới đây làm gì. Rất ít người may mắn có thể trở về được sau đó, phần lớn là họ đều chết dưới đáy lòng hồ. Quay lại với cả mảng bè của Đình Thiên, công tử trước giờ vẫn đứng im ở trung tâm. Bóng không đổ xuống hai bên, chỉ có ba người đứng xung quanh là bị Tố Tâm tiên tử bắt được. Hiện tại thì Quốc Chí và Bá Dũng đã mất kiểm soát, Tử Phàm lại có biểu hiện lạ thường. Công tử nghe hắn nói, vừa rồi thì lập tức ngồi xuống, mắt nhìn hắn đem theo vài phần ngờ vực. Chuyến đi lần này, theo công tử, thì không phải là có mục đích, nhưng ta chưa từng có ý hại công tử. Tới đây công tử sẽ khó mà có thể đi tiếp được. Trên bè có càng nhiều người thì sức ép của tâm ma lại càng nặng. Ta nói đơn giản như thế này, chúng ta đang đi vào giữa lòng hồ, tâm ma sẽ kéo cho bè chìm xuống. Ở đây tụ tập rất nhiều Tố Tâm tiên tử, rơi xuống nước chắc chắn là sẽ không toàn thây để trở về. Tử Phạm nói. Vậy làm cách nào để chống lại chúng? Đình Thiên hỏi. Công tử phải lựa chọn, đẩy những người trên bè này xuống nước để có thể bè nổi, hoặc là tất cả chúng ta cùng chìm xuống. Chẳng phải ngươi nói rơi xuống nước là sẽ chết sao? Đình Thiên cả giận nói, làm vậy chẳng khác nào ta tham sống sợ chết. Công tử muốn đạt được mục đích mà không chịu hy sinh, trên đời đâu có lý nào như vậy. Tử Phàm cười nhạt. Bọn họ đối với ta như huynh đệ ruột thịt, ta tuyệt đối không đánh đổi bọn họ để lấy bất cứ một điều gì, chắc chắn phải có cách khác để qua hồ này. Đình Thiên gạt đi. Giờ nói gì cũng vô ích, công tử xem, nước đã bắt đầu ngập lên bè rồi. Nếu như công tử không quyết định nhanh, tất cả chúng ta sẽ chết vô ích. Tử Phàm chỉ mực nước dưới chân, hắn đã đứng dậy, nước ngập tới gần bắp chân của hắn. Ta với công tử không phải thân thích gì, bản thân ta cũng đã thấy trước được kết cục của mình. Vì công tử đã từng cứu ta, giờ ta đáp nghĩa, coi như mạng này không uổng phí, công tử bảo trọng. Tử Phàm khó nhọc nói, chân khí của hắn đã gần bị rút cạn, giống như một người bị chặn ngang yết hầu, tới hơi thở cũng còn khó khăn. Trong cơ thể hắn vẫn âm thầm đấu tranh, phần người đang chết dần, thay vào đó là phần quỷ lại không ngừng lớn mạnh. Tử Phàm nhắm không thể giữ được lâu hơn nữa, nếu chần chừ, hẳn là lời của Tố Tâm tiên tử kia sẽ thành sự thật, mọi người sẽ bị hắn hại chết. Khoan, giờ phải nghĩ cách, ta không muốn vì ta mà thêm người nào phải chết cả. Bỗng có một âm thanh phát ra, Đình Thiên còn đang cản Tử Phàm, bên kia liền nghe thấy tiếng gươm tuốt khỏi bao. Mấy người cùng nhìn sang, thấy Bá Dũng đã thủ thế tấn công. Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại vung gươm trước mặt của công tử? Quốc Chí đang quỳ lập tức đứng phắt dậy, chỉ vào Bá Dũng mà quát. Mau lùi ra, chuyện ta muốn giải quyết riêng với cả Đình Thiên, ngươi đừng xen vào. Bá Dũng gằn từng tiếng một, vô lễ với công tử như vậy, ngươi điên rồi. Quốc Chí nộ khí xung thiên muốn tới giật lấy gươm trong tay của Bá Dũng. Cầm gươm của ngươi lên, nếu ngươi nhất định muốn xen vào, ta sẽ giết ngươi trước.
Bá Dũng ném gươm tới chân của Quốc Chí. Đỉnh Thiên nghẹn họng chân chân nhìn Bá Dũng, trong lòng công tử nổi lên một trận đả kích rất lớn. Vì sao tự dưng hắn lại đòi giết công tử? Ta coi như người anh em của ta nên ta sẽ không đánh với người. Quốc Chí không nhặt gươm, lại nhìn Bá Dũng mà nói. Trước giờ công tử chưa từng khiến ngươi phải chịu uất ức, hà cớ gì mà ngươi lại trở mặt thay lòng? Công tử đối đãi với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi hay sao? Đừng có nhiều lời, chịu chết đi. Bá Dũng hô lên một tiếng, gươm múa lên vù vù. Hắn tung một cước tới trước mặt của Quốc Chí, tiếng vũ khí chém xuống nghe gần sát ở bên tai. Quốc Chí nửa bước cũng không tránh, chính là đứng im đối mặt với Bá Dũng, trong mắt không có một tia sợ hãi. Hai chiêu liên tiếp của Bá Dũng đều bị hắn chặn lại. Hắn nhìn người kia, sát khí đằng đằng nổi dậy. Đỉnh Thiên kịp thời chặn được hai gươm của Bá Dũng. Công tử đứng ngoài nghe hắn nói, trong lòng lờ mờ hiểu ra. Đợi khi hắn đã thu gươm về, Đỉnh Thiên mới lên tiếng. Có phải do thứ kia không? Vừa nói, công tử vừa chỉ nữ nhân vẫn đang mấp mé ở sau lưng của Bá Dũng. Là nó đã thao túng ngươi, tỉnh táo lại đi, mau lên. Là ta muốn giết ngươi, cầm miệng lại. Có biết mưu hại hoàng tử là tội chết, tội tru di cửu tộc hay không? Bá Dũng còn chưa nói ngớt lời, Quốc Chí đã lập tức mắng át lời của hắn. Bá Dũng càng thêm giận sôi, hắn không nói tiếp, gươm đảo vài đường, chớp mắt liền lao tới trước mặt của Đỉnh Thiên, sát khí bức người. Hắn nhắm công tử mà chém tới tấp, thanh kiếm của Đỉnh Thiên bị hắn gạt phăng đi, rơi đánh tóm xuống dưới mặt hồ. Được đà sấn đến, Bá Dũng nhanh tay hạ sát chiêu. Quốc Chí trở tay không kịp, bắt buộc hắn phải nhặt gươm lên. Mắt thấy Bá Dũng đã chém xuống, lòng hắn lạnh như băng. Lúc đó chân của công tử đột nhiên hẫng một cái. Vừa rồi Đỉnh Thiên bị Bá Dũng ép lùi tới mép bè, lùi thêm một bước nữa liền hụt chân, công tử lảo đảo ngã xuống hồ. Tử Phàm có nhào tới giữ lại nhưng không thể kịp được, vì bè lắc lư dữ dội, hắn chỉ kéo được vạt áo của Đỉnh Thiên, sau đó cũng theo công tử rơi vào trong nước. Quốc Chí hất Bá Dũng sang một bên, lại bị hắn phóng gươm tới đánh. Vũ hộ vệ tức giận chống trả, hai bên giằng co một cách kịch liệt ở ngay trên bè, tiếng vũ khí va nhau choang choang đến chói tai. Đỉnh Thiên lúc này chìm trong nước, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Công tử nhìn xung quanh, thấy bên trên có bóng người bơi đến, là Tử Phàm. Hắn vươn tay muốn kéo lấy công tử. Đột nhiên bên cạnh có bóng đen lướt qua, phần thân thể uyển chuyển bơi trong nước, rất nhanh cái bóng liền lặn ngay xuống đáy hồ. Đỉnh Thiên nhìn theo, lại thấy hai bóng đen nữa lần lượt hiện ra, chúng vờn qua người của công tử rồi bơi đi mất. Ở đây nói tối không tối, mọi thứ vẫn cứ mờ mờ đủ nhìn. Công tử nhớ lời của Tử Phàm nói trước là dưới nước rất nguy hiểm, liền cắn răng bơi lên. Khi mà bốn mặt đều là nước, công tử đột nhiên nghe thấy một tiếng nói sâu thẳm vọng đến. Phải sống. Một khắc, công tử Đỉnh Thiên liền bất giác thu tay lại. Nỗi hoang mang không rõ từ đâu tràn đầy tâm trí của công tử. Giọng nói thân thuộc này là từ đâu ra? Đỉnh Thiên đưa mắt nhìn, bóng đen xa xôi bơi trước mặt công tử, có phải là từ phía đó? Dưới chân của Đỉnh Thiên, cảm giác nặng trịch. Công tử nhìn xuống, một bàn tay trắng ngần nắm lấy cổ chân của công tử, lại thêm một bàn tay nữa, rồi cùng lúc là rất nhiều bàn tay, giống như là dây xích quấn chặt lấy chân của Đỉnh Thiên mà hòng kéo xuống. Phải sống! Trước khi công tử chống cự, trong đầu lại vang lên tiếng nói ma mị kia. Mắt của Đỉnh Thiên ráo rác nhìn quanh. Ai đang nói vậy? Bóng đen hình nửa người nửa cá không biết từ bao giờ đã kéo đến rất đông. Công tử ngoảnh mặt nhìn, đâu đâu cũng thấy những thân ảnh phiêu động. Chúng bơi thành vòng sát bên cạnh của Đỉnh Thiên. Khác với khi lên bè, Tố Tâm tiên tử ở dưới nước trông hết sức đáng sợ. Nửa thân trên giống người thì khô gầy, da dính vào xương. Nửa thân giống cá thì vây đuôi sắc lạnh, hoa văn ngoằn ngoèo, nhìn trông khác gì là vảy rắn. Công tử nhịn thở đã được một lúc, giờ bắt đầu thấy tức ngực, chân lại giãy giụa không được,
muốn cúi xuống gỡ đám tay quấn như dây xích kia đang không ngừng bò lên trên người thì đầu lại ong ong đau. Vừa cúi mặt, từ bên dưới bỗng có bóng đen ập đến. Trước đó công tử chỉ thấy thân hình kỳ dị của chúng, giờ thì nhìn lên mặt mới thấy giật mình. Giữa mớ tóc lòa xòa là một cái mặt nhẵn thín, không có ngũ quan, nó còn đang lao rất nhanh về phía của Đỉnh Thiên. Công tử không có chuẩn bị, bất giác liền cho tay lên chắn. Vừa nhắm mắt lại, thần trí của Đỉnh Thiên liền bị chấn động, cảm giác trôi nổi trong mắt biến mất, giọng nói ma quái liền vang lên. Đỉnh Thiên nắm lấy tay áo, mỗi lần nghe thấy giọng nói của người ấy, tim công tử lại quặn thắt lại. Cảm giác thống khổ này vô cùng quen thuộc, có phải là quá khứ đang hiện hữu về? Dù đã 18 năm trôi qua, tới giờ Đỉnh Thiên vẫn không thể đối mặt. Con phải sống. Lúc này Đỉnh Thiên cuộn mình lại, giây phút sinh tử ấy so với hiện tại không chút sai biệt. Lời nói cuối cùng của mẫu thân nói với công tử khiến cho suốt đời công tử khắc cốt ghi tâm. Thời khắc này liền chân thật vang lên. Lồng ngực của Đỉnh Thiên đau tê tái. Công tử bỗng nhiên cảm thấy mình bé lại, trở thành thiên nhi ngày trước. Cơn đau như muốn xé toang lồng ngực. Hai bàn tay này không thể giữ nổi, giống như có nước tràn vào khí quản lấp đầy miệng và mũi. Khung cảnh hoàng cung mờ ảo hiện ra trước mắt. Có tiếng người thì thầm, không phải đang nói chuyện, người đó đang đọc thần chú. Đau quá, mỗi câu đều đem theo dao khắc lên ngực của công tử, cảm giác toàn thân vô lực. Từng cơn quằn quại bóp nghẹt yết hầu khiến cho công tử không thở nổi, trong đầu chỉ muốn được giải thoát. Cứu con, cứu con. Đây chính là cảm giác mà Đỉnh Thiên đã từng trải qua khi còn nhỏ. Những cơn tức ngực khó thở dai dẳng, tưởng chừng như không thể qua khỏi được, một lần nữa đã lại tái hiện, giống như cá trong nước, như không thể thở, không thể vùng vẫy, đó là chết ngạt. Đỉnh Thiên nhắm mắt, công tử nhìn thấy mình đang ở trong cung Tuyên Trực, bên cạnh là những khuôn mặt xa lạ, có kẻ mặc áo đạo sĩ, có kẻ mặc hoàng bào, lại có kẻ không có mẫu thân. Mẫu thân thực sự đã rời bỏ con hay sao? Sợ hãi khiến Đỉnh Thiên choàng tỉnh. Công tử mở mắt, xung quanh dày đặc những bóng đen, vẫn không thể thở được. Thực tại và quá khứ chồng chất, nhất thời công tử không thể phân định. Bóng đen vây lấy Đỉnh Thiên, bàn tay đầy vuốt nhọn cào lên người của công tử, tiếng thì thầm dồn dập trên những khuôn mặt phẳng lì. Công tử lại trông như đám đạo sĩ đang giằng xé mình, đau tới tê tâm liệt phế. Không phải là từng cơn ngắt quãng, mà nó cứ liên tục, cấp độ tăng dần, tới ngưỡng mà công tử không tài nào có thể chịu nổi được nữa. Bỗng có bàn tay ôm lấy hai tay của Đỉnh Thiên, hơi ấm dịu dàng lan tỏa ra giúp cho công tử quên đi đau đớn, nhẹ nhàng người nâng công tử dậy. Có phải là mẫu thân tới đón con đến bên người hay không? Đỉnh Thiên giờ đã sức cùng lực kiệt, hai mắt khép mờ, chỉ có thể không ngừng níu kéo bàn tay ấm áp ấy vào lòng, không muốn buông ra. Vì ta, con hãy phải sống. Thanh âm nghe sát bên tai, đây là giọng của mẫu thân. Những câu thần chú niệm hỗn độn trong đầu lập tức bị xua tan. Bao nhiêu thống khổ cũng đều đã biến mất. Người liền nhẹ bẫng, cảm giác như tất cả những uất ức trong quá khứ tích tụ tới hiện tại đều được giải thoát. Từ tinh thần cho tới thể xác không còn bị vướng bận, công tử hoàn toàn có thể thấu triệt được nội tâm của mình. Thù hận đã được gột rửa sạch sẽ, cảm giác như mình được sinh ra một lần nữa. Công tử, thở đi, dáng lên nào, thở đi nào. Khi xung quanh vừa lặng đi, Đỉnh Thiên lại nghe thấy ai đó gọi mình, tri giác đồng thời sống lại, cơ thể trôi nổi bồng bềnh. Có tiếng nước vỗ ỉ oạp ở tứ phía, rồi hơi lạnh thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Qua một lát, Đỉnh Thiên im lặng. Khi cảm giác của người đang ấm dần lên, công tử lại mơ hồ nghe thấy tiếng nói. Công tử, xin ngài hãy mau tỉnh lại. Đỉnh Thiên cố sức mở mắt, phía trước ló ra hai khuôn mặt đều hết sức quen thuộc. Một bên là Quốc Chí, một bên là Bá Dũng,
người nào cũng đều đã tái nhợt, vẻ lo lắng lộ ra bên ngoài nét mặt. Vừa thấy công tử hé mắt, hai người lập tức mừng quính. Công tử mất thêm một lúc để định thần xem mình còn sống hay là đã chết. Khắp người đau nhức, muốn nhấc tay lên cũng không thể được. Mỗi lần hít thở ngực lại bị đau buốt, thanh quản khản đặc, cái gì cũng trì trệ, nhưng rất may là vẫn còn sống. Quốc Chí vội đỡ công tử ngồi dậy. Đình Thiên ôm ngực ho một tràng, sau hít một hơi thở thông suốt. Trong đầu có nhiều câu hỏi, nhưng mệt tới không thể muốn lên tiếng được. Liếc mắt sang bên cạnh, Đình Thiên lập tức dừng lại. Hình như là Tử Phàm đang nằm sấp ở đó, không biết sống hay chết như thế nào. Tự nhiên thấy Bá Dũng quỳ phục xuống dưới sát đất, dập đầu mấy cái, nói: "Thuộc hạ mạo phạm công tử, tội đáng muôn chết." Đình Thiên nhìn hắn, nhớ lại lúc trên bè bị hắn tập kích, công tử im lặng lắc đầu. Công tử không biết sao hắn lại làm như vậy, nhưng trong thâm tâm thì luôn tin tưởng hắn. Đó là do hắn bị Tố Tâm tiên tử thao túng mà thôi. Hiện tại không ai gặp chuyện gì là đã tốt lắm rồi. Lại nghĩ, không biết là ai đã cứu mình. Mấy canh giờ trước, tưởng đã chết dưới lòng hồ rồi kia. Không ngờ vẫn có thể tỉnh lại mà ngồi ở nơi đây. Đây là đâu vậy? Đình Thiên gắng sức hỏi. Chúng ta đã tới chân núi của Bạch Mộc Lương Tử Sơn rồi. Đình Thiên đưa mắt nhìn ra mặt hồ. Trời hừng nắng, sương dần tan đi. Trong lòng công tử bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Thực sự là đã tới được đây rồi hay sao? Bất giác Đình Thiên muốn cười thật lớn, nhưng vừa động, ngực liền lại đau thắt lại. Quả nhiên không dễ dàng gì mà có thể đạt được mục đích. Phải chấp nhận đánh đổi. Có điều tới giờ cũng không thể liên lụy tới người khác được. Có mất đi nửa cái mạng cũng là thật đáng mà thôi. Nghĩ tới thời khắc thập tử nhất sinh vừa rồi, Đình Thiên trong người vẫn đang lâng lâng, cảm giác hư thực, thực hư đan xen trong đầu. Là ai đã cứu công tử? Lúc đó chắc chắn phải chết rồi, hết thảy đều đã buông xuôi. Đình Thiên nhìn Quốc Chí nói: "Ai đã cứu ta vậy? Thuộc hạ cũng không rõ. Công tử gặp nạn, thuộc hạ đang ở trên bè. Sau khi cản được Bá Dũng, thuộc hạ liền lặn xuống, nhưng đã không thấy công tử đâu nữa, giống như là đã chìm sâu dưới đáy hồ rồi." Quốc Chí thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra lúc bấy giờ. Hắn cùng Bá Dũng giằng co trên bè, một kẻ thì đánh không lương tay, một kẻ thì chỉ biết né tránh. Hắn không có tâm trạng đâu mà đánh với cả Bá Dũng, chỉ cố cầm cự, tìm cách lao tới cứu công tử. Đánh một hồi, Bá Dũng liền lộ ra sơ hở. Quốc Chí gạt được gươm của hắn. Ngay lập tức, Trần hộ vệ đã dắt gươm bên hông nhảy vào hồ. Nước hồ trong vắt, có thể nhìn xa cả trượng. Tuy nhiên, tầm nhìn mỗi lúc một thu hẹp, vì xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng đen, chớp mắt đã bủa vây lấy thân thể của hắn. Quốc Chí vừa rồi đánh đuổi thủy quái vừa bơi đi. Hồ rất sâu, càng xuống dưới thì lại càng tối tăm. Hắn vùng vẫy tới kiệt sức mà không thấy Đình Thiên đâu. Ngụp lặn mấy hơi, mỗi khắc trôi qua hy vọng cứu được công tử lại càng mong manh. Lúc đó hắn chưa đuối sức, vẫn quyết tìm kiếm đến cùng. Nhưng chân liền bị mắc vào một thứ gì đó. Vừa nhìn lại thì rất nhiều cánh tay đã tóm lấy chân của hắn, không ngừng kéo xuống dưới đáy hồ. Quốc Chí lập tức rút gươm ra chém xuống, nhưng tay của hắn gần như là vô lực. Lại thêm những bóng đen ma quái đang bơi quanh quẩn ở đó bấy giờ xông đến cào cấu hắn. Sức lực của bọn chúng như hùm như hổ, chỉ với hai cánh tay mà một thanh gươm của hắn không thể địch lại. Rất nhanh Quốc Chí liền mất sức, khí quản bị nước tràn vào, tức ngực khó thở kịch liệt. Hắn tưởng mình sẽ chết ngay lúc đó. Đang u u mê mê, bỗng từ dưới đáy hồ có ánh sáng phát ra, khiến cho Quốc Chí phải gắng sức nhìn lên. Hắn thấy màu lục bảo giống như là cái đèn lồng bị bóng đen bủa vây, rồi đột nhiên thứ ánh sáng đó thoát ra mãnh liệt, chiếu ra cả một vùng rộng lớn, đáy hồ sáng trưng. Những bóng đen đang bơi trước mặt hắn vội vã bỏ trốn. Cả những cánh tay như xích bện vào nhau giữ lấy chân của hắn cũng đã lập tức buông rơi. Chớp mắt, hắn liền không thấy có một bóng thủy quái nào nữa. Lúc đó, Quốc Chí nhìn thấy như có một người đang ôm lấy nguồn sáng, cuộn lại thành một đống nằm ngay dưới đáy hồ.
Hắn cũng vừa kiệt sức, hô hấp đình trệ, không còn nghĩ được gì nữa. Trước khi hai mắt nhắm nghiền, hắn chỉ kịp thấy một bàn tay kéo lấy người của mình, sau đó liền ngất lịm đi. Hắn cũng tỉnh dậy trước công tử một canh giờ, vì công tử hôn mê bất tỉnh nên hắn quên mất chuyện đó. Bá Dũng bấy giờ mới nói: "Thuộc hạ không bị hôn mê, nhưng tứ chi và đầu óc hoàn toàn mơ hồ, sau đấy đột nhiên thanh tỉnh, nhìn quanh thì đã không thấy ai, mà trên mặt hồ lúc đấy thì xuất hiện một cột sáng màu lục bảo chiếu thẳng lên trên trời. Tiếp theo là hai người từ dưới nước ngoi lên, Tử Phàm kéo theo Quốc Chí tới bên bè. Hắn nói với thuộc hạ là chống sào đi tiếp về phía trước, sau đó lại nặn ngay xuống dưới hồ. Thuộc hạ còn tưởng là công tử đã ở trên bờ rồi, nên đã nhanh chóng đẩy bè tới. Đến nơi thì mới biết là không phải, đành ngồi ở đây chờ đợi. Được một lát thì Tử Phàm cũng đã kéo công tử lên. Lúc đó trong người của công tử vẫn phát ra lục quang. Tử Phàm lập tức ngất đi, còn công tử thì hôn mê tới vừa nãy rồi mới tỉnh dậy." "Vậy là Tử Phàm đã cứu ta?" Đỉnh Thiên thầm nghĩ. Nhìn hắn nằm sấp xuống bất động như vậy, công tử hỏi hắn sao rồi. Bá Dũng nói Tử Phàm kiệt sức nên mới bất tỉnh. Người của hắn lúc trước còn lạnh ngắt, giờ thì đã hồi được 7 phần, cơ thể cũng đã ấm dần hơn. Đỉnh Thiên thở phào. Thực ra công tử đã có ý nghi ngờ hắn, rốt cục lại được hắn cứu, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Nghỉ thêm một lát, Tử Phàm mới ho khủng khục mấy tiếng. Hắn giống như người chết đuối sống lại, từ đầu đến chân đều rũ rượi. Đợi cho Tử Phàm hoàn hồn rồi, Đình Thiên mới hỏi hắn: "Đa tạ người đã cứu ta, ơn này ta xin khắc cốt ghi tâm, nguyên đời này sẽ báo đáp người." Tử Phàm bấy giờ lại xua tay, hắn cực nhọc đáp: "Công tử nhầm rồi, không phải là ta cứu, chính mẫu thân của công tử đã giữ lại mạng cho ngài đấy." Đình Thiên kinh ngạc nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp: "Bần đạo cũng như công tử, rơi xuống hồ liền bị Tố Tâm tiên tử bắt bớ. Ta đã nghĩ phen này xong rồi, chỉ thương công tử không thể hoàn thành tâm nguyện, đến đây liền bỏ mạng quả thực là uổng phí, nhưng chỉ đành bất lực nhìn công tử chìm sâu xuống đáy hồ mà thôi." Đúng lúc đó thì một luồng sáng từ dưới hồ phát ra, giống như là mặt trời nặn dưới đáy hồ, hào quang tỏa khắp tứ phía, đánh tan hết bọn Tố Tâm tiên tử. Bần đạo bấy giờ được giải thoát, thấy một người đang trôi nổi gần đó liền tới vớt, hóa ra là Vũ Hộ Vệ. Khi quay lại tìm công tử, lần theo hào quang đó thì đã thấy nó phát ra từ trong lòng của công tử. Bất giác Đỉnh Thiên sờ trong áo, mảnh ngọc bội đúng là ở đó. Công tử lấy ra xem, nhìn một cái liền sững sờ, toàn bộ mảnh ngọc bội bây giờ đã đen như một khối đá, không còn thấy màu lục bảo đâu nữa. Công tử trong lòng chấn động, mẫu thân làm sao thế này? Ánh mắt mang theo cầu cứu khẩn thiết hướng đến Tử Phàm. "Ta đoán là công tử cũng đã nhận ra rồi. Mẫu thân của ngài chấp nhận chút bỏ toàn bộ linh khí để có thể cứu sống được ngài. Tà khí vì thế đã tràn lên lấn át linh hồn của bà ấy. Hiện tại mẫu thân ngài đã bị tà khí nuốt chọn." Đỉnh Thiên nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, ôm vào lòng, đau đớn tới chết lặng. "Là do Thiên Nhi hại mẫu thân. Một lần nữa con khiến mẫu thân phải chịu khổ." Công tử khóc không thành tiếng, uất nghẹn gục xuống dưới nền bè. "Nhưng không phải là đã hết cách?" Tử Phàm lại nói. Ngay lập tức, Đình Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngời lên tia hy vọng. "Nếu không thể trục được tà khí khỏi mảnh ngọc bội, vậy hãy phá bỏ nó, giải thoát linh hồn cho quý phi." Tử Phàm không chắc có thể dùng cách đó được hay không. Hắn suy luận rằng nếu như trong viên ngọc này là linh khí của một người, coi như đó là cái lồng. Nếu như người trong đó có mệnh hệ gì, chỉ cần phá vỡ cái lồng đó là có thể cứu được. Hiện tại 4 người đã ở chân núi của Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Có thể cứu người hay không, cứ lên gặp Đắc Gia rồi sẽ rõ. Tà khí có thể xâm nhập, nhưng để nó phát tác thì cần có một khoảng thời gian. Từ đây tới tiên tộc còn phải đi một quãng đường nữa, nên tranh thủ thời gian, Tử Phàm nói. Ta hiểu rồi, nhanh, chúng ta phải xuất phát thôi.
Đình Thiên toan đứng dậy, Bá Dũng ở bên cạnh liền cản lại, nói: Công tử mới dậy chưa lâu, xin hãy nghỉ ở đây với Quốc Chí. Thuộc hạ đi với Tử Phàm đem ngọc lên tiên tộc, vài ngày nữa công tử phục hồi rồi hãy đi sau thì cũng chưa muộn. Trần hộ vệ nói phải đấy, công tử nên giữ gìn sức khỏe, chỉ trong một ngày một đêm phải tới được tới nơi, bằng không là sẽ không kịp. Tử Phàm cũng nói thêm vào: Không phải lo cho ta, nếu như để các ngươi tới đó, vậy ta còn đến đây làm gì nữa? Việc của ta là ta tự giải quyết, một ngày một đêm là đủ rồi, mau đi thôi. Dứt lời, Đình Thiên lập tức đứng dậy, bước đầu còn chật vật, ngay sau đó công tử liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến lên phía trước. Trước khi theo chân mọi người vào đây, Tử Phàm đã có quay lại nhìn vào hồ Bạch Tâm, mặt nước phẳng lặng, màu nước hòa với cả màu trời, trong vắt như mắt mèo, cao sâu thăm thẳm, có chút khói lãng đãng trên mặt hồ. Ánh mắt của Tử Phàm tràn đầy tiếc nuối, giống như hắn vừa đánh rơi một vật gì vào đó, vĩnh viễn sẽ không thể lấy lại được. Hắn đã từng hy vọng rằng niềm hy vọng đã tiêu tan, thực sự không ai giúp được hắn, trước sau hắn vẫn chỉ là kẻ không thuộc về thế nhân. Bốn người đi xuyên rừng hơn một canh giờ, từ đây bắt đầu ngược lên sườn núi thoai thoải, tứ phía là trùng điệp những cây cổ thụ, cành lá cao tít tắp, đường lối nhờ đó mà quang đãng hơn. Lại đi thêm hai canh giờ nữa, trong rừng có sương răng, mưa mù đủ ướt áo, không khí cũng có phần lạnh lẽo. Tử Phàm vượt lên trước, hắn không biết đường, nhưng so với những người kia thì khả năng đi rừng của hắn vẫn là hơn một bậc. Tử Phàm dựa vào việc nhiều người đã từng đến đây mà tìm được dấu hiệu để mà đi theo. Có khi là vạch trên thân cây, có khi là cột mốc, người khác còn do dự khi thấy những dấu hiệu trên bất đồng. Tử Phàm thì không, hắn cho rằng đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến nơi. Tình thế cấp bách, không nên chần chừ lãng phí thời gian. Càng lên cao, cây cối càng thưa thớt, chim chóc cùng thú vật trốn đâu biển tích. Vì thế mà đường đi rất thuận lợi. Mảnh trời mỗi lúc một rộng hơn, mây ghé xuống sát tán lá, có thể thấy được nền đất dưới chân bắt đầu lộ ra mặt đá gồ ghề. Đình Thiên đi liên tục 7 canh giờ, xương cốt công tử bắt đầu tê dại. Mấy người có ý giảm tốc để công tử có thời gian phục hồi sức khỏe, nhưng thấy đường còn xa, càng đi thì càng gập ghềnh, nếu không nhanh có thể hết đêm nay cũng chưa thể tới được đỉnh núi. Trời chiều sáng nhẹ, núi đá dần hiện ra trước mắt. Từ cồn mây bao quanh vách núi như một cái đuôi cáo trắng xám, khi tụ lại, khi tản ra, biến thành muôn hình vạn trạng. Bốn người nghỉ chân ngoài bìa rừng, ngắm cảnh mây trời lồng lộng trước mặt, ngẫm trong thiên hạ hiếm có nơi nào đẹp như vậy. Nửa canh giờ sau, Tử Phàm từ đâu chạy tới, hắn mừng rỡ nói: Bần đạo tìm được cầu thang đá. Người ta đồn rằng vách đá là của Bạch Mộc Lương Tử, treo leo không có đường lên, chỉ tiên nhân mới có thể bay tới được. Thực ra là không phải, họ đẽo đá để làm cầu thang. Tuy rất thô sơ nhưng cực kỳ vững chãi, theo đường đó mà lên thì là an toàn rồi. Bốn người lấy làm mừng lắm, nghỉ ngơi xong đâu đấy lập tức xuất phát. Tử Phàm dẫn họ đi vòng ra phía sau núi, chỉ cái cầu thang đá mà vừa rồi hắn phát hiện ra. Ba người vừa nhìn lên tái mặt, gọi nó là cầu thang thì hơi khoa trương. Kia là một dải bờ đá hẹp bằng hai bàn chân, nhô ra được mài rũa tạm bợ. Bước cao, bước thấp, không có quy luật. Quả nhiên đường lên trời không phải là đơn giản. So với bám vách núi thì đây cũng tiện nghi hơn rất nhiều rồi. Sắc trời thấm dần, bốn người lần lượt leo lên bậc đá, lưng dán vào vách. Từng bước dò dẫm mà đi lên. Người đồng bằng chưa từng đi núi sẽ không biết việc đó vất vả như thế nào. Bậc có chỗ thắt ngắn như cổ gà, lại có chỗ trơn trượt, nhiều nhất là những khoảng trống giữa bậc, có khoảng dài cả sải tay, muốn qua phải dùng tay bám vào vách. Một chân đứng sát ở bờ bên này, một chân nhón qua bờ bên kia, chênh vênh chới với lưng chừng trời. Đi hết quãng trống, liền tiến vào vùng mây che mờ mịt. Nhìn xuống chân như không có chạm vào đá, mỗi bước một thấp thỏm.
đoạn này có nhiều đá sạt. Đỉnh Thiên bước hụt một lần, Tử Phàm đi cạnh kéo không được liền trượt theo. May mắn là Bá Dũng và Quốc Chí kịp thời giữ lại. Mặt người nào cũng tái nhợt, tim nhảy loạn cả ra lồng ngực. Sau đó bốn người phải buộc dây vào nhau để mà di chuyển, thuận tiện hỗ trợ gặp khi có biến cố. Không khí trên cao ít ỏi, riêng việc hít thở cũng đã tốn sức gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa nhiệt độ lại giảm sâu cùng lượng ẩm lớn khiến cho phổi có dấu hiệu bị tổn thương. Bốn người đi được vài bậc thì lại phải ngừng để thở, thở mạnh còn thành ra ho, ho một trận liền hộc máu, lục phủ ngũ tạng cũng đau quặn. Đều là trai tráng, sức lực, đương khỏe, thấy khó không sờn, đau tới mặt cắt không còn ra hột máu. Đi tới khi trời tối mịt, nhìn lên thì không thấy đỉnh, nhìn xuống thì không thấy đất, chỉ thấy xa xa là vạt rừng đen kịt. Hồ Bạch Tâm lóng lánh ánh trăng, bấy giờ to bằng một bàn tay. Tử Phàm thấy một mỏm đá tương đối bằng phẳng, hắn nói với cả Đỉnh Thiên là nên nghỉ để hồi sức, còn phải leo tới sáng mới có thể đến nơi được. Đang lúc ngồi nghỉ, Đỉnh Thiên liền quay ra hỏi Tử Phàm. Người nói có mục đích tới đây, vậy mục đích đó là gì? Tử Phàm chớp mắt, hắn ngước nhìn ánh trăng, nghĩ một lát mới quay ra nói. Công tử đã bao giờ nghe về tu ma nhân chưa? Mấy người bên Đỉnh Thiên cùng đều lắc đầu. Theo lý mà nói thì tu ma nhân là kẻ ác, giết người, phóng hỏa, đốt nhà, không việc gì là không làm. Ta cũng là một trong số đó. Cha mẹ Tử Phàm đều là tu ma nhân. Hắn từ khi sinh ra đã mặc định trở thành một truyền nhân cùng của tà phái. Nhưng cha mẹ hắn đã bị người khác hãm hại. Họ đem Tử Phàm tới được 20 tuổi bỏ trong miếu, rồi dẫn dụ kẻ địch rời đi. Từ đó hắn mồ côi, Tử Phàm không làm ra vẻ thống khổ. Ngừng một chút, hắn lại mới nói tiếp. Sư phụ ta là kẻ thù của tu ma nhân. Ta bất mãn với tông đồ nên không theo bọn họ hành sự. Kỳ Lão Tiên Sinh là người đầu tiên nuôi dạy Tử Phàm. Thời gian đó, hắn hoàn toàn là một con người. Chỉ tới khi trưởng thành, ý chí truyền tới của tu ma nhân thúc giục hắn phải tìm nguồn cội tới nơi có đồng loại. Tử Phàm vì thế mà đã bí mật xuống núi, lãnh trách nhiệm hủy diệt chính phái, truy sát quỷ khách. Khốn thay sư phụ cũng nằm trong số đó, vì thế hắn đã bỏ trốn, lang bạt khắp nơi, dùng nghề bói toán để che giấu thân phận của mình. Nói tới đây, Tử Phàm chỉ về phía Hồ Bạch Tâm, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy là một mảnh tối đen. Tình cờ ta nghe nói, tố tâm tiên tử trong Hồ Bạch Tâm có thể gột rửa linh hồn của con người. Vì thế mà ta đã tìm tới đây để tẩy trần tâm ma, xóa sạch phần tà đạo. Ta thực sự đã hy vọng mình được giải thoát khỏi số mệnh này, là một người bình thường, cả đời sống trong Bách Tùng Miếu. Tiếc là tâm ma đã quá lớn, nó giống như một phần máu thịt trong ta, không thể cách nào tách rời ra được. Đỉnh Thiên im lặng, công tử nghĩ gì đó rất lung, sau đó mới lại nói. Khi việc của ta hoàn thành, ta sẽ cùng ngươi về Bách Tùng Miếu để giải quyết chuyện của ngươi. Công tử muốn làm gì? Tới lúc đó ta sẽ nói. Dứt lời, Đỉnh Thiên liền đứng dậy, gió núi thốc vù vù qua vạt áo, công tử lại tiếp tục trèo lên. Qua quãng mây dày, bậc đá liền trở nên rộng rãi, sắp xếp thành hình xoắn ốc quanh vách núi. Bốn người thong thả liền năm canh giờ, tới khi thấp thoáng trông thấy một cái lán dựng trên mỏm đá, thì trời cũng đã tang tảng sáng. Trong lán có người, một già, một trẻ. Họ đón tiếp bốn vị khách rất là niềm nở. Vì bất đồng ngôn ngữ nên Đỉnh Thiên phải đưa mảnh ngọc ra họ mới hiểu. Người này là tới tìm Đắc Gia. Nghỉ chân nửa canh giờ, bốn người theo đứa trẻ đi trong lán đi tiếp. Quãng đường đó họ luồn vào trong hang núi, có bậc thang đi lên trên, thành vách nhẵn nhụi. Đây mới là đường của tiên tộc dùng để di chuyển. Rất nhanh liền thấy đường ra. Vừa bước chân lên tới bên ngoài, ai nấy cũng đã đều sửng sốt.
những ngôi nhà bằng tre nứa được dựng khéo léo trên các bờ gờ đá. Bên dưới còn có cả cột trống, nhà này nối với cả nhà kia bằng cầu thang gỗ, mây còn phải thấp hơn bọn họ ở, ngửa mặt lên trời chỉ còn cách có một sải tay. Nhà dựng rất đơn sơ, chèo trống không cần cầu kỳ, cốt là nhẹ và chắc chắn, bước lên cảm giác vững chãi đi như ở trên đất bằng. Đứa trẻ dẫn bốn người qua rất nhiều nhà, lại lên vài dãy cầu thang, đi ngược ra về phía sau núi, tới một căn đứng riêng biệt. Cửa nhà ở đó khép hờ, bên trong có ánh sáng hắt ra bên ngoài. Đứa trẻ gọi ba tiếng, sau cửa liền xuất hiện một người con gái, thân hình mảnh dẻ, tóc búi trễ, mắt lá răm mày liễu, mũi miệng vừa như khuôn, tổng thể rất xinh đẹp. Nữ nhân trao đổi với đứa trẻ kia xong, liền qua nói với cả Đình Thiên. Người tới vì Ngọc luyện hồn có phải không? Hóa ra, người con gái ấy nói được tiếng xuôi. Công tử cung kính đáp lời. Nữ nhân nhìn qua từng người, thấy bọn họ ai nấy cũng đều mặt mũi phờ phạc, thương tích đầy mình, môi miệng nứt nẻ. Ngay cả người đứng trước mặt nàng cũng không kém phần tang thương. Người con gái tự xưng là Thị Dung, đắc gia theo nữ quyền. Vì thế mà Thị Dung liền dẫn bốn người tới nhà khách gặp tộc trưởng, cũng là tăng đồ của nàng. Sau một tuần trà, bốn người đều đã yên vị, thần thái mười phần đã khôi phục được bảy, có thể tỉnh táo nói chuyện với cả tộc đắc gia. Đó là một bà lão tóc bạc phơ, da rẻ đã nhăn nheo, miệng đã móm, nhưng đôi mắt thì vẫn rất tinh anh. Thị Dung dẫn tăng tổ ra tiếp khách, tiện để đứng phía sau hầu bà. Tăng tổ nói: Người đường xá xa xôi tới đây, muốn gặp lão là có việc gì? Dạ xin tiên nhân giúp cho tại hạ việc này, ngoài người ra không ai có thể làm được. Đình Thiên đứng dậy, công tử bước sang cạnh ghế của tăng tổ, đầu gối lập tức khuỵu xuống. Tiếp theo Quốc Chí cùng Bá Dũng lần lượt quỳ phía sau, chủ tớ đồng lòng khẩn thiết. Nói lão nghe đi. Đình Thiên dâng mảnh ngọc bội lên quá đầu, nói: Đây là kỷ vật của mẫu thân tại hạ, tiên nhân có nhận ra không ạ? Tăng tổ cầm lên, vừa chạm tay vào liền gật đầu. Bà lão này tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng hoàn toàn minh mẫn. Trong đời đã từng chế bao nhiêu là mảnh ngọc bà đều nhớ hết. Còn bản long này, Liên Thành quý phi nhờ tăng tổ chế ra, làm ám chỉ để thân phận của Đình Thiên, tất nhiên bà lão sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngọc đã nhuốm đen, linh khí đã cạn kiệt, tà khí lúc này bao trùm, giống như là độc đã ngấm vào xương tủy, không thể giải được. Tăng tổ trả lại mảnh ngọc bội cho Đình Thiên. Tại hạ mông muội, quý xin tiên nhân hãy phá ngọc để giải thoát cho mẫu thân của tại hạ. Tà khí lớn như vậy, mảnh ngọc này nếu vỡ ra sẽ vấy bẩn cả Bạch Mộc Lương Tử. Lão không thể giúp ngươi, mau đi về đi. Tăng tổ phất tay. Xin tiên nhân hãy nghĩ cách giúp, tại hạ dẫu làm trâu ngựa cũng không tử nan. Nói rồi Đình Thiên lập tức khấu đầu ba cái. Lão không phải là không muốn giúp, là vật này không thể cứu vãn nổi. Nơi đây vốn cấm đem theo tà khí, người dám tới là đã quá to gan rồi, mau quay về đi. Tăng tổ đứng dậy, bà lão để Thị Dung đỡ, quay người toan đi vào trong buồng. Tiên nhân thấy chết mà không cứu, tại hạ quỳ mãi ở đây, dẫu có đánh đuổi cũng không thể quay về. Đình Thiên dập đầu thật mạnh xuống sàn gỗ, công tử ngẩng đầu lên, thuộc hạ phía sau răm rắp đã làm theo. Tăng tổ mặc kệ bọn họ, một đường đi thẳng vào trong buồng, cửa đóng then cài kín mít. Tử Phàm thấy cảnh tượng thương tâm, muốn khuyên công tử một câu, nhưng biết không lay chuyển được ý định của ngài ấy, cuối cùng đành ngồi bên cạnh mà uống trà. Nhìn ra ngoài cửa mây bay khói tỏa, trầm ngâm đợi công tử buông xuôi. Đỉnh Thiên khấu đầu nguyên một canh giờ, trong buồng lại có tiếng mở cửa. Thị Dung lúc này đi ra, thấy bốn người không đi mới lấy lời khuyên can. Tăng tổ đã nói không được thì các ngươi cũng đừng hy vọng. Đường từ đây xuống núi còn xa, mau về sớm đi,
Nếu thiếu lương thực, ta sẽ chu cấp. Đừng có làm khó chúng ta nữa. Đình Thiên không ngẩng đầu. Thị Dung đành bỏ qua công tử, đi sang buồng ngách, xuống dưới nhà dưới, lại đợi tiếp một canh giờ nữa. Tử Phàm hết uống trà, đang nhấp nhổm thì Thị Dung xin nước, lại thấy nàng từ dưới buồng dưới ngách đi lên, tay bưng bốn bát bốc khói nghi ngút. Thị Dung để bát xuống bàn, nói: các ngươi chưa ăn gì thì húp tạm ít cháo chay này, sau đó hãy trở về đi. Nói rồi nàng quay người rời đi. Tử Phàm bấy giờ đã hết cách, hắn đột nhiên lên tiếng: tiên cô, xin hãy dừng bước. Tại hạ có vật này, mong tiên cô chuyển giúp tới trưởng tập. Thị Dung nhìn hắn, thấy hắn đưa tới một chuỗi tràng hạt làm bằng đá cẩm thạch. Trên mỗi hạt đều khắc ký tự. Nàng gật đầu, sau đó đi vào trong buồng. Lát sau cửa liền mở. Thị Dung chuyển lời của Tăng Tổ tới Tử Phàm, nói rằng hắn mau vào trong để bà hỏi chuyện. Tử Phàm lúc này đứng ngay dậy. Trước khi đi, hắn còn vỗ vai Đình Thiên, nói với công tử rằng: ta sẽ giúp sức công tử lần này, vậy nên đừng quỳ nữa, mau ăn bát cháo kia đi, vẫn còn nóng đấy. Đình Thiên ngẩng đầu, thấy hắn đi theo Thị Dung vào trong buồng. Cửa vừa được đóng lại, công tử cũng lảo đảo gục xuống. Hai thuộc hạ liền vội đỡ lên, nhưng tuyệt nhiên công tử không chịu đứng dậy. Bát cháo mới bưng trước mặt vừa hút được hai miếng, cửa lại mở ra. Đình Thiên đặt bát cháo xuống một lúc, nhìn những người bước ra: người đảm bảo sẽ cự lại được tà khí kia chứ? Tăng Tổ hỏi. Bần đạo dám lấy tính mạng ra đảm bảo, một chút cũng không để lọt, xin tổng trưởng yên tâm. Tử Phàm cung kính hành lễ: người hãy đứng lên đi, theo ta ra đan phòng. Tăng Tổ chỉ Đình Thiên nói. Công tử thấy bà lão đồng ý với cả mình, mắt liền chuyển hướng sang Tử Phàm, muốn hỏi hắn đã làm gì. Tử Phàm nói nhỏ rằng chuyện này vốn rất đơn giản. Đắc gia tu luyện đạo pháp từ khi còn ở miền xuôi, sau đó mới lên núi này ở ẩn. Hẳn có trong tay chàng hạt của trưởng phái Trúc Lâm Thiền Tự, cũng chính là nói mình theo chính đạo. Tăng Tổ nhận ra báu vật liền gọi Tử Phàm. Hắn tùy tiện bịa chuyện, nhận chàng hạt là của mình. Chính tay trưởng phái Trúc Lâm Thiền Tự đã kế nghiệm, truyền lại cho hắn. Vì thế mà khi hắn đảm bảo sẽ thu phục được tà khí, bà lão không nghi ngại gì mà gật đầu đồng ý với công tử ngay. Đình Thiên chật vật đứng dậy, chân của công tử đã mất cảm giác, từ đầu gối tới bàn chân lạnh toát, phải dựa vào thuộc hạ mới có thể đứng vững được. Tăng Tổ đã đi trước, công tử sợ bà lại đổi ý liền quên hết đau đớn, bước thấp bước cao đi theo. Tới một căn phòng cửa mở sẵn thì bước vào. Mảnh ngọc bội được trao cho Tăng Tổ, bà lão đặt nó lên một cái chậu đá lớn, trong ngập nước. Dưới chậu có bốn chân quỳ khắc đầu thú, lần lượt là Tứ Tượng, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Miệng thú ngậm một thanh tre. Tăng Tổ bày binh bố trận xung quanh. Đình Thiên nhìn hoàn toàn đã không hiểu. Thị Dung nói rằng bà lão đang chuẩn bị tẩy trần cho mảnh ngọc bội. Tử Phàm lật một ống tay áo lên, hắn dùng bút lông vẽ hình đồ vào lòng bàn tay, chăm chú tô từng nét chữ, màu mực ăn sâu vào da của hắn, giống như là Tử Phàm đang xăm chuỗi ký tự kia lên tay của mình. Tay còn lại thì hắn rút ra một lá bùa, chân bước lên trước chậu đá. Tử Phàm cúi người hành lễ với Tăng Tổ đắc gia. Bà lão gật đầu, lấy từ trên giá xuống một cái búa ngọc nho nhỏ, cỡ nửa nắm tay, có cán bằng vàng, gõ đánh cong một tiếng vào thành của chậu đá. Nước ở trong chậu bỗng sủi lên lăm tăm, đồng thời đầu thanh long khắc trên chân quỷ phát ra tiếng u u. Bà lão lại gõ liền ba tiếng nữa, lần lượt các đầu thú còn lại đều chu lên. Nước trong chậu dường như đã bị khuấy đảo, bọt nước bắn tung, rất nhanh liền xuất hiện một chiếc vòi rồng ngay trên mặt nước. Đây giống như là một truyền thuyết của người Tàu, kể về bốn thần chú chấn giữ tứ phương Đông, Tây, Nam và Bắc. Thuở bấy giờ trời đất đang yên bình, bỗng một ngày xuất hiện khe nứt rất là sâu, tà khí lan tràn, muôn loài kinh hãi,
tiếng kêu động tích thiên môn. Ông trời biết được liền sai thần tiên xuống vá đất, nhưng không ai làm được, mà khe nứt vẫn ngày một rộng ra. Trong lúc cấp bách, ông trời liền bố cáo với toàn thể sinh linh dưới hạ giới, ai có cách vá đất thì nghe hiệu lệnh của thiên đình mà lập tức đáp ứng. Trên trời đánh lên một tiếng trống, từ phương Bắc huyền vũ đáp lời, mây đen kéo đến vận vũ. Tiếng trống thứ hai vừa dứt, từ phương Nam chu tới đáp lời, kéo gió tới ầm ầm. Lại tới tiếng trống thứ ba, từ phương Đông thanh long đáp lời, mưa lập tức trút như vũ bão. Sau cùng là tiếng trống thứ tư, từ phương Tây bạch hổ đáp lời, sống vang chớp giật đùng đùng nổi dậy. Bốn thần chú hợp sức tạo nên cơn đại hồng thủy, ba ngày ba đêm lấp đầy nước trong khe nứt, tạo nên sông Trường Giang ngày nay. Dẹp yên đại nạn, bốn thần thú được ông trời cho trấn yểm, mỗi con một phương. Trong dân gian liền truyền tụng nhau thờ tứ tượng để trị thủy trừ tà. Tăng tổ đắc gia gõ xong bốn tiếng, liền xuất hiện vòi rồng trong chậu đá. Tử phàm đưa bàn tay vẽ chú vào giữa vòng xoáy, lá bùa chặn ngay trên cổ tay. Bỗng có tiếng kêu tách, có tiếng ngọc vỡ ra trong chậu, tà khí theo đó mà thoát ra, một chút liền bốc lên đen kịt. Tử phàm giữ cho đám khói đen đó không lan rộng, hắn dùng chấn thuật để hút lấy tà khí. Quả nhiên, lượng khói đen tích tụ trong mảnh ngọc lớn kinh người, tay của hắn liền chuyển từ trắng sang xám, rồi từ xám sang đen. Những người đứng nhìn ai nấy đều kinh thần chân chối, chỉ thấy có Tử phàm mồ hôi chảy như tắm, tay nọ giữ chặt tay kia, hết sức áp chế tà khí, bàn tay run lên bần bật. Khói đen dần bị hút hết vào trong làn tay của Tử phàm. Tiếng chu vừa dứt, hắn liền rụt tay về, đem lá bùa quấn vào cổ tay, phong bế tà khí lại. Tử phàm đứng không vững, hắn lấy vạt áo che cánh tay đã phế kia đi, tựa lưng vào vách nứa thở hổn hển. Đỉnh Thiên lập tức đến hỏi thương hắn thế nào. Qua một lúc mới thấy hắn xua tay, lại chỉ vào trong chậu đá, ý bảo công tử nhanh qua đó mà xem. Đỉnh Thiên nhìn vào trong chậu, mảnh ngọc bội đã vỡ làm đôi, màu lục bảo liền được khôi phục. Ánh phản chiếu của công tử in trên mặt nước, Đỉnh Thiên bỗng nhiên nhận ra kia không phải là mặt của mình, khuôn mặt mà công tử đã nhìn thấy là chính của mẫu thân. Ánh mắt của người hiền từ chỉ là một bóng nước mà vẫn toát ra vẻ bao dung vô hạn. Đỉnh Thiên vươn tay chạm đến, ảnh phản chiếu lập tức tan ra, nhìn lại thì đã không thấy mẫu thân đâu, dưới nước là khuôn mặt sầu thảm của công tử đang in hẳn lên. Người đã được giải thoát, hà cớ gì ngươi phải đau lòng? Tăng tổ đắc gia lên tiếng, tại hạ còn một thỉnh cầu, xin tiên nhân chấp thuận. Đỉnh Thiên cung kính nói, người có phải cũng muốn chế ngọc luyện hồn? Đúng vậy. Những người này thường có kết cục bất hạnh, không ai giữ được lương tâm trong sạch mãi mãi. Dù là người ngươi muốn bảo vệ, một khi đã trao cho người đó linh hồn, sẽ chẳng biết khi nào người đó biến thành ma hay quỷ nữa. Chỉ cần người đó được bình an, tại hạ sẽ không oán trách. Kể cả là không có luân hồi, nhân thế ruồng bỏ, hồn phách siêu tán hay sao? Tại hạ đều chấp nhận hết. Núi Tùng nằm ở mạn Tây Kinh Thành, thẳng đường lớn đi ngựa nửa tháng là tới. Như Đỉnh Thiên đã nói, sau khi giải quyết xong việc của mình, công tử sẽ đi cùng Tử phàm về Bách Tùng Miếu. Hiện bốn người còn cách núi Tùng 3 ngày đường đi ngựa. Đường đèo đổ dốc quanh co, ngựa phi nước đại vun vút như bay. Lại nhắc đến việc của Đỉnh Thiên, tròn 1 tháng trước khi công tử được tiên nhân trên Bạch Mộc Lương Tử Sơn giải thoát được cho mẫu thân, đồng thời ở lại 7 ngày để theo trưởng tộc đắc gia chế ngọc luyện hồn. Quá trình không cần nói nhiều, theo lời tăng tổ, Đỉnh Thiên ngày đêm vào núi nhặt đá. Bà lão nói có thể luyện thành hay không thì còn tùy vào ý trời. Công tử đi tìm một mảnh ngọc thạch về đây, bà sẽ giúp luyện cho. Tìm ngọc thạch trong núi đá khác gì là mò kim đáy bể.
Đình Thiên một ngày đào được cả 1000 viên, có lớn, có nhỏ, nhưng không có viên nào ưng ý. Tới ngày thứ 4, sáng hôm ấy công tử vác giỏ vào núi. Lúc đi trên cầu gỗ thì nghe có tiếng rào rào từ bên trên đổ xuống. Ngửa mặt nhìn liền thấy đá trên đỉnh núi đang sạt xuống. Công tử đang định thoái lui, lại thấy ở giữa cầu là đứa trẻ hôm trước dẫn đường đến nhà Đắc Gia. Đình Thiên vội vã lao tới đón lấy đứa trẻ. Tai nghe tiếng đá lở ầm ầm trên đầu, công tử né được mấy khối, rất nhanh liền tới được đầu ở bên kia cầu. Đứa trẻ cảm ơn đã cứu mạng của công tử, liền lấy trong túi ra một mảnh đá màu hổ phách, hình quả trứng nhỏ bằng hai tay. Bên trong có vân trắng. Đình Thiên nhớ đến lời của Tăng Tổ, nghĩ duyên cuối cùng cũng đã đến. Công tử nhận ngọc thạch và tới gặp tộc trưởng Đắc Gia. Bà lão cầm viên đá lên xem, lại có lời khen tới công tử. Đây là hổ phách 300 năm, chỉ có thể đào ra sâu ở trong lõi của núi đá mà thôi. Tăng Tổ dùng 2 ngày tiếp để chế ngọc. Tới hôm cuối cùng liền gọi Đình Thiên vào, dùng phép nhập hồn cho công tử. Sau đó 4 người từ biệt bà lão cùng Thị Dung để cùng xuống núi. Theo cầu thang trong núi thẳng một mạch xuống tới mặt đất. Ra đến ngoài thì quang cảnh lúc này cũng đã khác, không có thấy hồ Bạch Tâm đâu nữa. Lại đi 2 ngày trong rừng. Trong lúc quốc trí săn thú rừng làm lương thực, có gặp một người đang đặt bẫy thỏ. Người đó nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ. Rất nhanh công tử đã đi đến một thôn trại. Bên trong cư dân đông đúc, sàn nhà nào cũng cao hơn cây. Gà lợn thả chạy đầy đất, trẻ con đứa nào cũng trắng trẻo, mũm mĩm. Đình Thiên mua lại của thôn dân 4 con ngựa. Họ không dùng tiền để trao đổi. Thay vào đó Quốc Chí và Bá Dũng phải đi săn lấy 4 con lợn rừng lớn cho họ. 2 hộ vệ đi 1 ngày, tới tối liền tay không trở về. Thôn dân hỏi thì một người nói mau vào rừng khiêng lợn về. Bọn họ đã săn được tổng cộng là 5 con, đều nặng ngang 1 con ngựa, cỡ nhỡ. Vì thế mà quãng đường tiếp theo 4 người có ngựa để đi. Từ cuối mạn Bắc xuyên sang mạn Tây là 10 ngày đi ngựa, hiện đã đi được đến 7 ngày. Cánh tay của Tử Phàm chưa phục hồi được. Từ khi xuống núi hắn vẫn luôn luôn phải phủ vạt áo che đi. Đã lâu lắm hắn không về Bách Tùng Miếu, nhìn mây trời nước non mà cảm giác bồi hồi. 3 ngày trôi rất nhanh, núi Tùng xanh thẫm hiện ra trước mắt. Đất đồi ở đây chỉ hợp trồng loại cây lá kim vững chãi ấy, ngoài ra tới cây bụi cũng không mọc được. Tử Phàm buộc ngựa ở chân núi, 4 người đi bộ 1 đoạn, liền thấy một cầu thang đá dẫn lên trên. Lối đi này do sư phụ làm. Lúc làm tới đây thì Tử Phàm đã xuống núi. Sư phụ từ đó không nghĩ tới việc làm bậc đá nữa. Bách Tùng Miếu không có gì đặc sắc. Sân trước đầy lá cây chút xuống, cửa miếu khép hờ, bên trong mạng nhện răng kín. Rõ ràng là đã từ lâu không có ai ngó ngàng tới miếu này. 4 người dọn dẹp trong ngoài 1 lượt, sau đó mới thắp đèn, nhóm bếp lên để thổi cơm ăn. Ăn xong liền ngồi quanh đống lửa uống trà trò chuyện. Công tử có định trả thù cho mẫu thân không? Tử Phàm hỏi. Đình Thiên nhấp 1 ngụm trà, công tử lắc đầu, nói. Kẻ đó hại ta lại hại kẻ đó. Cứ như vậy thì tới bao giờ mới hết được nghiệp? Ta không thể để hận thù che mắt. Quốc gia đang phải đối mặt với thù trong giặc ngoài. Việc riêng không dám để có thể bàn đến được. Vậy công tử sẽ về kinh để nhậm chức hay sao? Không. Ta nghe nạn dân dọc đường nói biên giới phía Bắc đang bị giặc Minh tràn sang cướp bóc. Ta sẽ tâu lên phụ thân, cho dẫn quân đi dẹp giặc. Là thân nam nhi, nếu phải loanh quanh luẩn quẩn ở đâu đó trong cung, ta thả chết trận ngoài xa trường còn hơn. Tử Phàm trầm ngâm, hắn nghĩ tới chiến trận. Người trẻ tuổi này quả nhiên khẳng khái. Nếu nối ngôi sau này ắt hẳn sẽ thành Minh quân. Người có định ở lại đây không? Đình Thiên bấy giờ lại hỏi. Nếu được xin công tử cho bần đạo đi theo ngài ra chiến trận, được sống mái với cả quân giặc, chết vì quốc gia cũng là một cái điều thiện lành. Người không quen chuyện binh đao, ra trận chỉ uổng mạng. Nếu muốn theo ta, chỉ bằng đợi khi ta thắng trận trở về, sẽ tới đây để tìm ngươi.
Tử Phàm nhìn công tử lại nghĩ số phận hắn rốt cuộc vẫn là cô độc. Đỉnh Thiên lấy trong túi ra một vật đưa đến trước mặt của hắn và nói: "Người hãy giữ cho ta vật này. Chiến trường binh đao loạn lạc, ta không biết nhờ ai, đành phiền tới ngươi." Đó là mảnh ngọc hổ phách. Tử Phàm lập tức từ chối. Công tử liền bảo hắn: "Ta sẽ sớm quay lại lấy đồ. Nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì hãy đừng từ chối." May mà gặp được ngôi miếu này, nếu không chắc đêm nay chúng ta sẽ phải ngủ lại ngoài trời rồi. Người đàn ông vừa đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn không gian tối tăm bên trong. Lời nói thốt ra thực là muốn an ủi người đứng phía đằng sau. Đã đi tới chục dặm mà không tìm được một nóc nhà. Nhìn sắc trời có khi còn mưa tới ngày mai, ngày kia. Nghĩ lại đây cũng quả là không tệ. Vậy có được không? Giữa chốn thâm sơn cùng cốc, lại xuất hiện một ngôi miếu như thế này, xung quanh đều không có dân cư sinh sống, lấy ai ra để mà thờ cúng? Hơn nữa, từ ngoài vào trong hoang tàn lạnh lẽo, từ lâu miếu này không còn được dùng để thờ cúng nữa rồi. Người phía sau lên tiếng đáp lại, giọng nói lanh lảnh, nghe ra là một người con gái tuổi còn rất trẻ. Mặc cho người đàn ông bước qua ngưỡng cửa đi vào bên trong, nàng vẫn đứng dưới hiên, ánh mắt lưỡng lự. Là nàng không biết đó thôi, đây gọi là miếu thờ thần núi, tuy vắng nhưng rất linh thiêng. Nơi chúng ta sắp qua là núi Tùng, vì đất chỉ có thể trồng được tùng nên dân phải chuyển ra xa để sinh sống, vậy mới có đất canh tác được. Người đàn ông đánh bùi nhùi lên, quần sáng lum khum không đủ chiếu ra phân nửa khung cảnh trước mặt. Vừa nói, người đó vừa giơ cao tay để giơ chút ánh sáng lên quá đầu, ngừng một lát mới lại nói tiếp: "Đây, nàng xem, trên hoành phi có đề Bách Tùng Miếu, hương án vẫn còn sạch sẽ, không đến nỗi bỏ hoang quá lâu. Và nữa, vẫn có người nào đó vào rừng để kiếm củi săn bắn. Ông thần này xem ra cũng có việc để làm mà." Lời của người đàn ông có vẻ đã thuyết phục được cô gái, lại thêm ngoài trời đang mưa càng nặng hạt, hơi lạnh như đang chạm tới da thịt, khiến cho nàng phải bạo chân tiến vào. Có chút bất an ẩn hiện sau ánh mắt của nàng. Trong miếu tối và tĩnh lặng vô cùng, tiếng mưa rơi bên ngoài qua tầng cửa đều đã bị chặn lại, ngay cả tiếng thở dài của hai người nàng cũng không cảm thấy. Đường cũ bị đất lở rồi, nếu không chúng ta đã không thoát ra mà phải đi đường vòng như thế này. Nàng đừng lo, đêm nay đã có ta thức để trông cho nàng, không có dã thú nào dám phá quấy nàng đâu. Người đàn ông nhặt quanh nền miếu được một ôm cành khô cùng rơm rạ, nghe giọng nói có phần cao hứng hơn trước: "Thiếp không sợ dã thú, chỉ là..." Cô gái nhìn một lượt quanh gian thờ, trong này không thể nói là rộng rãi. Hương án đặt giữa, hai bên là hai cây cột trống đã sứt mẻ mục nát. Nhìn tiếp thì chỉ thấy có một mảnh tối đen, không biết nông sâu cao thấp như thế nào. Mà chàng thử nói xem, ma quỷ có ở trên đời này hay không? Dứt lời thì từ ngay phía đằng sau bỗng có ánh lửa bùng lên. Người đàn ông đang cúi xuống thổi cho củi bén lửa, nghe cô gái hỏi thì ngẩng đầu lên, biểu cảm có phần ngạc nhiên. Nghĩ thế nào mà người đó lại đứng dậy, tay vẫn cầm cành củi, giờ đã trở thành cây đuốc, tiến về phía cô gái đang đứng. Người đó lia đuốc quanh một lượt, nói: "Đừng có mạo phạm, đây là miếu thờ. Nói tới ma quỷ không sợ bị thần thánh trách phạt hay sao?" Ánh lửa lia tới đâu, nơi đó bừng sáng lên trong giây lát, đủ để hai người hình dung ra xung quanh như thế nào. Ngay cạnh bọn họ có một chiếc bàn vuông, tiếp đến là cột trống có treo câu đối, sơn son thép vàng đã mai một hết, chỉ còn lại là mặt gỗ gồ ghề. Qua cột liền tới hương án, tượng thần chạm khắc thô sơ, mạng nhện trăng không nhìn ra diện mạo, bát hương nguội lạnh, thưa thớt vài thẻ nhang tàn. Nhưng xung quanh lại sạch sẽ, cảm giác có ai đó vừa lau vội những bụi bặm ở bên trên. Trong không khí còn có lẩn vẩn lên một tầng sương mỏng. Từ hương án nhìn đi, bên kia là cột trống, cũng có treo câu đối, khoảng tối phía sau dường như trống không, hoặc như có một khuôn mặt ma quái nào đó vừa mới ló ra.
Cô gái bỗng giữ lấy cánh tay đang cầm đuốc của người đàn ông. Hai mắt nàng mở lớn, nơi ánh lửa vụt qua lại chìm vào trong bóng tối. Nàng kinh thần sợ hãi, miệng run run nói: Chàng có thấy cái gì không? Ai? Ngay lập tức người đàn ông lia đuốc về chỗ cũ, nhưng ở đó giờ chỉ còn có một khoảng tối đen. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc. Khuôn mặt đó trắng như tượng, hố mắt sâu không tròng, cái đầu thì xoay ngang, từ phía sau cột ló ra nửa khuôn mặt, còn như lơ lửng ở trong không trung, mà chỉ chớp mắt thì liền đã biến mất. Có thể là người được hay không? Vừa tự hỏi, dưới ánh đuốc nhập nhòe sau hương án bỗng hiện ra một bóng trắng, nhưng rất nhanh lại không thấy đâu nữa. Cô gái từ khi nào đã lùi về phía sau lưng của người đàn ông, cảm giác nơi này có một gì đó rất mờ ám. Ánh đuốc lay động dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không có chút gió nào đã thổi qua. Mộ thượng Mai Khai Xuân Hữu Lão, Đình Biên Hạc Khứ Khách Không Hoàn. Tạm dịch rằng, trên mộ mai nở xuân lại tiếp, nơi đình tiễn hạc khách chưa về. Có tiếng ngâm nga ở đâu đó vọng lại giữa hư không, lúc xa, lúc gần. Trong giọng điệu còn đem theo vài phần bi lụy thống thiết, giống như là oán trách mà cất lên. Cô gái nghe tới toàn thân run rẩy, rõ ràng là tiếng ma hờn. Dạo gần đây chiến tranh loạn lạc, đâu đâu cũng thấy xác chết. Chính vì thế mà họ cũng đành phải bỏ làng bỏ xóm để mà đi tha hương. Không ngờ lại gặp phải cảnh ma trêu quỷ ghẹo ở nơi đây. Đường không còn xa nữa, chúng ta... hay là chúng ta đi thôi, nơi này không ở lại được. Cô gái vội níu tay của người đàn ông, như chợt nghĩ ra một điều gì, nàng lại mở tay nải, lấy ra một bọc lá khô, chân bước thật nhanh đến trước hương án. Nàng đặt bọc lá và giục người đàn ông rời đi. Nàng vừa làm gì vậy? Ra tới ngoài miếu, người đàn ông mới cất tiếng hỏi. Đó có thể là người chết trận hóa thành. Tiếp làm vậy là mong người đó nhận chút lòng thành mà phù hộ cho đoạn đường sắp tới của chúng ta được yên ổn. Cô gái dứt lời liền nở một nụ cười. Trong bóng tối mà vẫn thấy được thanh thoát và dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt của nàng. Tiếng bước chân vội vã trong mưa. Lần này cũng không phải. Nhìn ánh đuốc xa dần trước mắt, Mạnh Tử Phàm tay giữ bọc lá, trong có một nắm cơm đã nguội, chút muối vừng rắc bên trên, mùi thơm dân dã bay ra khiến cho hắn muốn giữ mãi bọc lá trong tay. Đã qua bao lâu rồi, hắn mới lại thấy có người tới đây. Bản thân hắn không phải là quỷ thần, nhưng hắn vẫn mặc nhiên coi miếu là nhà. Và dù vẫn không còn ai tới nữa, hắn cũng sẽ không rời đi. Vì hắn phải đợi, có người giao cho hắn một vật, nói với hắn một câu rằng sau đó thân chinh ra chiến trận, Tử Phàm vì thế mà muốn ở đây đợi người đó quay trở về. Đỉnh Thiên, ngươi thân là hoàng tử nhưng chưa từng bạc đãi ta. Cũng từ lâu ta coi ngươi như là chi kỷ, bản thân nhiều lần tự hỏi, không rõ ý ngươi như thế nào. Một đạo sĩ vô danh như ta, gặp ngươi là may mắn. Có thể ngươi đối với lời hứa năm xưa không còn để tâm, nhưng ta không trách ngươi, Tử Phàm ta đợi được. Ngọc trong tay ta vẫn sáng, đã qua bao nhiêu năm, nhưng ta không nghĩ bản thân đủ phúc phận để giữ nó, càng không dám nghĩ ngươi đã bỏ thân nơi xa trường. Đỉnh Thiên, ta thật muốn tìm ngươi, vật cũ trả về cho chủ, ngươi còn người quan trọng cần bảo vệ, thứ quý giá này ta tuyệt đối không thể nhận về mình. Sau khi từ biệt Tử Phàm, Đình Thiên cùng hai hộ vệ tướng xung trận tại biên giới phía Bắc. Công tử dẫn 3.000 quân đánh đuổi giặc Minh sang xâm chiếm bờ cõi nước ta. Chiến tranh nổ ra, quần nhau triển miên 3 tháng. Quân Đình Thiên đại bại, thế giặc tràn lên như vũ bão, lại có thêm hậu thuẫn của nội gián trong doanh trại, ngày đêm tuồn tin tức sang phía bên kia địch. Đình Thiên cầm cự thêm 10 ngày, liền phải rút quân chạy về vùng Trung Du. Dọc đường Đình Thiên bị tập kích 3 lần, mỗi lần tổn hại tới vài chục binh lính. Kẻ tập kích thực chất không phải là quân giặc. Đình Thiên lúc đó mới biết mình đã tin tưởng nhầm người. Bá Dũng theo giặc phản lại quân triều đình,
giấy binh nổi loạn khiến cho lòng người ly tán, nhuệ khí sút giảm, rất nhiều binh lính đứng về phía phe của Bá Dũng âm thầm tìm cơ hội mưu sát Đình Thiên. Còn cách cửa sông Mã vài dặm, quân Bá Dũng liền vây đánh một trận kịch liệt với Đình Thiên. Công tử một bên tay trọng thương, ngựa mất, quân sĩ còn chưa tới 10 người. Trong lúc nguy cấp, liền được Quốc Chí xông pha mở đường máu để cứu thoát. Toán quân chạy được nửa canh giờ, phía sau nghe rõ một tiếng ngựa vó rầm rập, kẻ địch đã sát sau gáy. Tính mạng của Đình Thiên lúc này thì chỉ còn như chỉ treo mảnh chuông mà thôi. Hoàng tử, phía trước là cửa sông, hoàng tử hãy chạy vào đường nhỏ ở trong rừng để tới đó. Chúng thuộc hạ sẽ ở đây cầm cự với cả bọn giặc phản kia. Quốc Chí đang chạy đột nhiên dừng lại, cứ vừa đánh vừa chạy e sẽ không kịp, chi bằng hắn ở lại để chặn đường địch, để Đình Thiên có thời gian qua sông. Đình Thiên quát lên, không ai được ở lại, sống cùng sống, chết thì cùng chết. Xin hãy nghe thuộc hạ, tương lai của nước nhà còn đang phải nhờ vào một tay của hoàng tử gánh vác, người không thể bỏ mạng ở nơi đây. Chúng thuộc hạ được theo hoàng tử ra chiến trận, có chết cũng mãn nguyện. Hoàng tử hãy mau đi đi. Ai dám kháng lệnh ta, đừng nhiều lời, tất cả hãy tiếp tục đi. Hoàng tử, Quốc Chí chống đao khuỵu gối, đầu gục sát chân của Đình Thiên khẩn thiết nói, nếu không bảo vệ được hoàng tử, thuộc hạ có chết cũng không thể nhắm mắt. Nhược bằng hoàng tử hãy thoát được nạn này, dù có phải phanh thây thuộc hạ cũng sẽ cam lòng. Xin hoàng tử hãy cho thuộc hạ được toại nguyện. Người... Đình Thiên nghẹn họng. Công tử kéo Quốc Chí đứng dậy, hắn lập tức quỳ rạp xuống khấu đầu. Tiếng giặc hò reo đã vang dội, nếu còn chần chừ nữa thì tất cả sẽ chết vô ích. Toàn bộ thuộc hạ đều quỳ gối xin Đình Thiên hãy rời đi. Công tử lòng đau như cắt, nắm chặt vai Quốc Chí mà khóc lên một tiếng. Đại huynh, ta chỉ có một mình đại huynh là ngươi, giờ ngươi muốn bỏ ta mà đi hay sao? Quốc Chí nghe Đình Thiên gọi mình như vậy, nước mắt cũng trào ra, giữ tay của công tử nói, thân làm đại huynh mà không bảo vệ được tiểu đệ, chẳng phải là rất đáng chết hay sao? Đình Thiên càng giữ chặt, Quốc Chí phải giật tay công tử ra, hét lên, xin hãy đi mau đi. Gạt nước mắt, Đình Thiên quay lưng chạy vào con đường nhỏ trong rừng. Quốc Chí nhìn tới khi không còn thấy bóng công tử mới cầm gươm lên. Phía sau bụi tung mịt mù, đoàn kỵ binh rầm rập kéo tới, đi đầu là Bá Dũng, hắn lớn tiếng quát, mau giao Đình Thiên ra đây cho ta. Phản tặc, ta thật có mắt như mù, coi ngươi như là anh em, để bây giờ ngươi theo giặc, ngươi còn mặt mũi làm người nữa không? Quốc Chí chỉ gươm thẳng vào mặt Bá Dũng và chửi, câm miệng lại, ta là tôn thất nhà Trần, không bao giờ chịu cúi đầu làm trâu ngựa cho nhà Lê. Giờ ta muốn đòi lại giang san của ta, các ngươi đã tận số rồi. Ta nhổ vào cái thứ dòng dõi của nhà ngươi, hoàng tử xem ngươi như huynh đệ, chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lại lấy lòng tiểu nhân để mưu hại hoàng tử, bất trung bất nghĩa. Còn già mồm, ta phải giết ngươi trước mới hả dạ được. Bá Dũng từ trên lưng ngựa múa song kích, liên tiếp đâm tới trước mặt của Quốc Chí. Thằng phản tặc này, hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại ngươi. Quốc Chí gầm lên một tiếng, gươm phạt ngang sang hai đường, đem song kích trong tay của Bá Dũng mà hất văng đi. Lúc này Bá Dũng nghiêng người rút gươm, lại từ trên ngựa nhảy xuống áp sát Quốc Chí. Hai bên giao đấu mười mấy chiêu, vũ khí va nhau choang choang, ai cũng hùng hổ xông đến. Một chiêu cũng không nhường, người theo Quốc Chí cũng tràn lên đánh. Hai bên quân sĩ chênh lệch, một người cùng lúc phải địch với hai ba kẻ thù, rất nhanh liền bị chúng tiêu diệt. Quốc Chí vừa chém được vào tay của Bá Dũng, chân hắn liền bị mũi kích xuyên qua. Phía sau có người đánh lén, hắn cả giận quay lại chặt đứt tay của kẻ đó, đem mũi kích rút khỏi chân. Bá Dũng thừa cơ liền phóng gươm tới, nhắm thẳng đầu Quốc Chí mà bổ xuống. Bỗng rắc một tiếng, kích trong tay của Quốc Chí liền vung lên, chặn được sát chiêu. Hắn trước đó còn có ý nương tay với cả Bá Dũng, nhưng thực sự kẻ kia đã mất hết nhân nghĩa. Quốc Chí lúc này mới dốc hết sức để đánh tới.
Lại giằng co thêm một canh giờ, quân triều đình chỉ còn lại Quốc Chí chống cự với đám kỵ binh. Những người còn lại đều đã bị chết hết. Bá Dũng đánh không lại được với cả Quốc Chí, bị hắn chém cho trọng thương, hiện đang nằm ở trên lưng ngựa. Quốc Chí quát tháo một hồi, lại chém chết hai kẻ ngáng đường. Không muốn cho Bá Dũng chạy thoát, con ngựa bỗng tung hai vó, hất Bá Dũng ngã xuống dưới đất. Đúng chỗ có mũi gươm chĩa lên, hắn bị đâm xuyên qua ngực, miệng thổ ra một ngụm máu, chết trợn mắt, không để lại chăn chối. Quốc Chí chạy tới, xung quanh tua tủa những gươm dao. Hắn nhìn xác của Bá Dũng tả tơi ở dưới mặt đất, thương tâm tới quên cả đánh nhau. Vội vã quăng gươm sang một bên, hắn cúi đầu đỡ Bá Dũng dậy, vừa khóc vừa nói. Tiểu đệ, ta đưa ngươi đi tìm đại phu. Chưa kịp đứng dậy, sau lưng Quốc Chí liền có ba mũi giáo đâm xuyên tới trước ngực. Hắn phun ra một ngụm máu, xác của Bá Dũng liền tuột khỏi tay. Quốc Chí chết hiên ngang, vẻ mặt không chút đau đớn. Người dựng thẳng như tượng đá, anh hùng tới chết vẫn hùng anh. Lại nói, có một cô gái ra sông để gánh nước, tình cờ trông thấy một người nằm cạnh bờ sông. Nàng coi sắc mặt của người ấy tái nhợt, tay còn bị thương nặng, máu vẫn không ngừng chảy. Tưởng là đã chết, nhưng khi kéo vào bờ thì biết người đó vẫn còn thoi thóp thở. Cô thôn nữ liền đem người ấy về nhà để chăm sóc. Tới khi người ấy tỉnh dậy, cô gái mới biết đây là hoàng tử Đình Thiên. Về sau, nhờ có kim bài mà Đình Thiên liên lạc được với quân tiếp viện, công tử đã an toàn trở về kinh. Đình Thiên đau lòng nghe tin đội quân của triều đình không còn một ai sống sót để trở về. Công tử khóc Quốc Chí 3 ngày và lại xin lập bài vị để mà thờ riêng. Cảm cái ơn cứu mạng của thôn nữ tên Thị Tấm kia, Đình Thiên liền đem kiệu tới đón rước nàng về phủ, hai người lên duyên vợ chồng. Năm Nghị Vương thứ 17, Đình Thiên được chiếu rời phủ vào tỉnh Thừa Thiên, thống lĩnh binh mã canh giữ biên giới Chiêm Lào. Dù vậy, chưa bao giờ công tử quên lời hứa với Tử Phạm. Việc nước còn đang giang dở, Đình Thiên không thể nghĩ đến lòng riêng. Chỉ cần có mảnh ngọc bội kia làm tin, kiếp này không gặp lại, xin đợi sang kiếp sau.